Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập lịch sử lớp 4 trang 40 bài 24. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long năm 1786. Bài tập số 1, hãy điền các từ ngữ lập căn cứ khởi nghĩa lật đổ họ Nguyễn toàn bộ vùng đất Thượng Đạo vào chỗ trống cho thích hợp. Như vậy thì các em sẽ điền các từ ngữ lập căn cứ khởi nghĩa lật đổ họ Nguyễn toàn bộ vùng đất Thượng Đạo vào những cái chỗ trống ở dưới đây cho thích hợp. Như vậy các em sẽ cùng theo dõi ở đây. Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ lên vùng Tây Sơn. Lên vùng Tây Sơn như thế nào? Các em sẽ điền từ nào? Đó là lên được, lên vùng Tây Sơn để mà lập căn cứ. Như vậy các em sẽ điền vào đây. Lập căn cứ. Rồi tiếp theo lập căn cứ dựng cờ. Dựng cờ khởi nghĩa. Trước khi tiến ra Thăng Long, Nguyễn Huệ làm chủ. Làm chủ toàn bộ vùng đất. Toàn bộ vùng đất đàn trong lật đổ chính quyền họ Nguyễn. Như vậy ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ lên vùng Tây Sơn lập căn cứ dựng cờ khởi nghĩa. Trước khi tiến ra Thăng Long, Nguyễn Huệ làm chủ toàn bộ vùng đất đàn trong lật đổ chính quyền họ Nguyễn. Rồi tiếp theo bài tập số 2, đánh dấu X vào ô trống trước ý đúng. Năm 1786, quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long để làm gì? Lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất Giang Sơn, lật đổ chính quyền nhà Lê, đánh quân Thanh, đánh quân Nam Hán. Như vậy năm 1786 quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long để là lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất Giang Sơn. Như vậy các em sẽ đánh dấu X vào ô vuông thứ nhất, vào cái ô trống thứ nhất, lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất Giang Sơn. Rồi tiếp theo bài tập số 3, em hãy viết một đoạn văn ngắn về cuộc tiến quân của nghĩa quân Tây Sơn ra Thăng Long. Thì các em có thể viết như sau: vào năm 1876, sau khi đánh bật họ Nguyễn ra khỏi lãnh thổ Đại Việt, Tây Sơn tính đến việc đánh chiếm Thuận Hóa. Theo đề nghị của hàng tướng Nguyễn Hữu Chỉnh, thủ lĩnh Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, cử Nguyễn Huệ làm tổng chỉ huy, cùng các tướng Nguyễn Lữ, Nguyễn Hữu Chỉnh và Vũ Văn Nhậm tiến đánh Phú Xuân. Ngày 16 tháng 6 năm 1876, quân Tây Sơn chiếm được thành Phú Xuân. Các
kế hoạch chiếm Thuận Quảng để nắm toàn bộ lãnh thổ Nam Hà do chú Nguyễn cai quản trước đây của Nguyễn Nhạc hoàn thành. Nguyễn Huệ định cho quân tu sửa trường lũy Đồng Hải, vẫn giữ địa giới cũ với Bắc Hà và ở La Hà. Lúc đó Nguyễn Hữu Chỉnh đưa ra đề nghị, Nguyễn Huệ cho là phải, bèn quyết định không dừng binh mà phát động cuộc tấn công mới ra Thăng Long. Thì đây là một đoạn văn ngắn nói về cuộc tiến quân của Nghĩa quân Tây Sơn ra Thăng Long. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập lịch sử lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.